Tập 41. Xinh đẹp thật. Con Quan, sao con lại ở đây vậy? Trường mệnh phú quý. Con là con của nhà giàu. Nào, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Kính Tâm, ăn chút đồ đi. Quỳnh đã gọi tất cả mọi người đến khắp nơi tìm tung tích của con rồi. Có lẽ con bạn lớn không sao đâu. Ăn chút đồ trước đi. Mùi đang ở cử. Quỳnh ra ngoài đi. Mùi muốn ở đây một lát. Kính Tâm à. Đừng bà. Đừng lo cho Mùi. Sao Mùi lại ngốc như vậy? Đừng lo cho Mùi. Để Mùi chết đi. Quỳnh để Mùi chết đi. Quỳnh biết trong lòng Mùi rất khó chịu. Xin Mùi hãy tin Quỳnh. Tất cả sẽ tốt lại thôi. Không tốt được đâu. Con cũng mất rồi. Con chỉ là gửi gắm duy nhất của Mùi. Không thể nào tốt lên được đâu. Không thể nào. Chúng ta đi khỏi Long Gia. Chúng ta đi khỏi đây. Chúng ta về căn nhà nhỏ có được không? Không. Không cần nữa. 为什么?
Vì sao? Vũ Sinh. Vũ Sinh. Vũ Sinh. Vũ Sinh à. Tôi không muốn ở cùng huynh nữa. Bởi vì huynh họ Long. Muội hận mỗi người nhà họ Long. Là người nhà họ Long khiến muội thống khổ như vậy. Muội hận các người. Muội cho là thời gian có thể thay đổi tất cả. Muội cho là sau này sẽ không còn thống khổ nữa. Muội sai rồi. Muội đã sai rồi. Vũ Sinh, về không được rồi. Muội châu kính tâm về không được rồi. Muội chỉ cần ở gần người họ Long các người thì muội không có ngày tốt đẹp. Muội không muốn cùng huynh ở cùng nhau. Không muốn. Muội cái gì cũng không muốn. Chỉ muốn con của muội thôi. Cảm ơn Long thiếu gia. Long thiếu gia. Kính tâm. Trực xin. Kính tâm à. Tỉnh rồi sao?
你怎么在这？夏文来了呢。昨天晚上tối qua cậu giả tú châu qua một đêm xuân tiêu, quên rồi sao? Sao cô lại mang ta tới nơi này? Quên muốn làm gì? Ta muốn quản lý những cổ phần còn lại. Khi nào cậu cho tôi? Quên không thể chờ một chút nữa sao? Tôi đợi cậu quá lâu rồi. Cậu thử nghĩ đi. Từ khi cậu giết Châu Ẩn Bà kia đến giờ được bao lâu? Tôi đây cũng được coi là nhân nghĩa quá rồi. Đừng có ép người quá đáng như vậy. Nếu như ép ta chết, chẳng qua ta đem tất cả mọi chuyện nói ra ngoài hết. Tới lúc đó Quên một đồng cũng không cầm được. Tôi đã sớm biết cậu sẽ dùng chiêu này. Tôi hôm nay đến là để thanh toán nợ. Hai mươi tháng tám, cậu tại sòng bạc mượn 200 đồng. Người mượn Long Vũ Sinh. Ba mươi tháng tám, cậu xem. Đây là biên lai mượn tiền ở trường bạc. Sao lại ở trên người huynh? Đương nhiên là trên tay tôi rồi. Đây tôi có một nửa cổ phần mà. Sòng bạc tôi cũng có một nửa cổ phần. Tôi cũng nói thẳng với cậu, chỉ vài ngày nữa, nơi đây toàn bộ cổ phần đều là của hoàng phủ tôi. Sòng bạc là của huynh. Có số hóa đơn ghi nợ này, tôi sẽ không sợ cậu giở trò. Vũ Sinh, tôi thay cậu tính một chút. Tổng cộng là 8.572 đồng. Để tình chúng ta là huynh đệ, tính cậu 8.500 đồng thôi. Huynh từ khi nào biến thành độc ác như vậy? Sao đây đại thiếu gia, vẫn để tôi từng khoản tính với cậu sao? Đưa thuốc cho ta. Đưa thuốc đây. Ở đây có thuốc. Cậu đưa tiền mặt hay là ký biên lai nợ? Thuốc cũng là của huynh sao? Đương nhiên là của tôi rồi. Ngươi là cố ý đưa ta đi. Sao đây lại cố ý cho ta hút thuốc phiện? Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Có gì mà cố ý hay là không cố ý? Cậu nói cậu Long gia đại thiếu gia, trên người một đồng cũng không có. Nào số thuốc này coi như tôi mời cậu. Tôi nhắc nhở cậu một câu, tôi chỉ cho cậu 3 ngày, nhanh chóng mang nửa số cổ phần chuyển sang tên của tôi. Nếu không, tôi cầm số phiếu nợ này đi tìm mẹ cậu đòi khế ước nhà đó. Mẹ. Mẹ à.
上。尤深，你找什么？con tìm cái gì vậy？没什么。không có gì。你拿了什么？con cầm cái gì vậy？没有。không có gì mà。dì thuốc à？dì thuốc。二叔。药铺的契约。khế ước tìm thuốc。你要这个干什么？còn muốn nói làm gì？我要用。con muốn dùng。我有急用。có cái gì gấp cần dùng？con có gì gấp cần dùng？ con lại đánh bạc sao？ con có biết cờ bạc hại thế nào không？ con muốn đem tiệm thuốc đem nhà này toàn bộ để bãi tàn hết sao？ được rồi đừng giáo huấn con nữa。con hôm nay biến thành như vậy， mấy người có trách nhiệm không？ con nói cái gì？ các người đã làm gì？ trong lòng các người hiểu rõ nhất。nếu ban đầu các người không làm những chuyện đó， con sẽ có hình dạng hôm nay sao？Vũ Sinh à， con để cho mẹ con biết được bà ấy sẽ không chịu được đâu。Vũ Sinh à đưa ta。Vũ Sinh à。Vũ Sinh。Ngôi nhà này muốn bại rồi。Ngôi nhà này đã bại rồi。Quan phủ thiếu gia， người xem thử。Đây tất cả các hạng mục đều ở đây。Người xem。Vũ Sinh huynh đệ， cậu thật hồ đồ hay là giả hồ đồ？ cậu nợ tôi 8.500 đồng， lại mang một nửa cổ phần đến tính。Là huynh nói với ta， huynh chỉ cần một nửa cổ phần hiệu thuốc， đó là nợ trước đây。Nếu bây giờ dư tính lại， nhiều nhất đáng 5.000 đồng thôi。 5.000 đồng？这么大的铺子，tiệm thuốc lớn như vậy chỉ đáng giá 5.000 đồng sao？ cậu tự mình tính toán đi。 bây giờ hiệu thuốc cũng không kiếm được tiền， còn lỗ vốn， còn nữa cậu nợ nhiều như vậy， tính cậu 5.000 đồng đã là nhiều rồi。 cái này tôi đều thu。 xem như ngày trước chúng ta chút tình nghĩ tính cho cậu 6.000 đồng， bây giờ cậu còn nợ tôi 2.000 đồng， cậu tự nghĩ cách xoay sở đi。Đưa thuốc， đưa thuốc cho ta。 Thuốc thì tôi có， nhưng mà cậu phải lấy tiền mua。 Quỳnh muốn tôi nhiều tiền như vậy， bây giờ lại nói với tôi không có tiền。 Vũ Sư huynh đệ， có tiền thì hút thuốc， không có thì đừng hút。 Đưa thuốc cho ta， ta sẽ kiếm tiền cho Quỳnh。 Nhanh lên đưa thuốc cho ta，đưa thuốc cho ta đi。cậu đem cái gì đưa tiền cho ta？ ta mang một nửa tiệm cầm đồ cho huynh。 đưa thuốc cho ta đi。 đưa thuốc cho ta cũng không đủ。 ta còn có đất。 ta còn có điền sản。 ta đều cho huynh。 ta đều cho huynh hết。 cho ta thuốc đi。 ta đều cho huynh。 huynh đệ tốt。 khi nào thì đưa cho ta？trong 3 ngày tôi nhất định sẽ đưa cho huynh。 tôi đưa thuốc。 Tiểu Tào， quan phủ thiếu gia cố gắng hầu hạ Vũ Sinh thiếu gia。 Dạ được， Vũ Sinh thiếu gia xin mời。 Nhị gia， nhị gia， sao vậy？ đã có chuyện gì？ không có gì。 Vũ Sinh đâu？ nó mới sớm đã đi rồi。 cả ngày đều làm việc bên ngoài， cũng không biết rốt cuộc bận cái gì。Nói nó nhanh để nữ nhân kia đi， nó lại không nguyện ý， cả ngày trốn trên giường giả chết。 thấy cô ta tôi lại khó chịu trong lòng。 nó vẫn còn trong tháng cử lại mất con。 bà nói nó đi đâu？ mấy ngày trước chút nữa tự sát rồi。 muốn chết sao？ nó chết rồi cũng không thể giải mối hận của tôi。 được rồi， con cũng đã như vậy。
bà phải nghĩ tới Vũ Sinh. Tiểu thư đâu? Sao không tới ăn cơm? Tiểu thư đang ở trong phòng chăm con sao? Tiểu thư từ lâu nay đều không chăm sóc con. Cái gì? Lúc đứa bé khóc dữ dội, chúng con muốn xem thử, nhưng mà tiểu thư không để chúng con vào. Cô ấy còn nói. Còn nói cái gì? Có gì cứ nói thẳng đi. Từ lúc nào mắc bệnh vậy? Tiểu thư còn nói ai cũng không để chăm sóc đứa bé, để đứa bé khóc chết là được. Cái gì? Liên Sinh làm sao mà? Tôi sớm đã nói rồi, phải mang đứa nghiệt chủng đó cho đi. Được rồi, đã mất một đứa rồi, là còn mất thêm đứa thứ hai sao? Tôi đi mang đứa trẻ bế về bên tôi. Đứa nhỏ này làm mẹ thấy điên rồi. Điên thật rồi. Liên Sinh à, con làm sao vậy? Con gái khóc vậy cũng không quản. Là vì nó hủy hoại một đời của con. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Tiểu Linh, gần đây sao trưởng quầy không đến đối chiếu sổ sách? Tiệm cầm đồ và tiệm thuốc làm ăn vẫn ổn chứ? Đại phu nhân, con ở dưới nghe người ta nói tiệm thuốc đã không còn là của nhà chúng ta nữa rồi. Ngươi nói bậy những gì vậy? Không phải của nhà chúng ta, vậy thì của nhà ai? Cứ nghe họ nói bậy, nghe nói đã bị thế chấp rồi. Bị thế chấp? Nói tào lao. Khế ước nhà đất cái gì cũng ở chỗ ta, làm sao có thể? Khế ước nhà đất của ta, tiệm cầm đồ của ta, cổ phần đều đi đâu hết rồi? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Ngoan, nhị gia. Nhị gia, nguy rồi, nhà chúng ta gặp trộm rồi. Khế ước nhà đất còn có tiệm thuốc, những cổ phần ấy toàn bộ đều không thấy nữa. Bà đừng gấp. Còn không gấp sao? Tôi phải báo quan. Là Vũ Sinh cầm đi. Vũ Sinh, sao lại phải cầm những thứ đó? Nó nợ bạc rất nhiều. Vậy vì sao ông không nói cho tôi biết? Tôi sợ bà chịu không nổi. Vũ Sinh à, con dậy bà lại. Con hút thuốc phiện sao? Các người đừng để ý con. Đừng để ý con. Còn ba cổ phần hiệu thuốc trả lại cho ta. Thì sao con làm tất cả vì để hút thuốc phiện sao? Đúng. Con là vì hút thuốc phiện. Con nói đừng để ý tới con. Nhà là của con. Con muốn làm sao thì làm. Tình bất hiếu này, con không phải người. Các người làm gì trong lòng tự rõ nhất? Có tư cách gì nói con? Con biến thành hôm nay là do các người. Tất cả là do các người. Vũ Sinh, con nói coi chừng bị trời phạt. Các người làm nhiều chuyện thất đức thì không sợ bị trời phạt? Lúc các người ném đứa nhỏ xuống sông, các người có sợ trời phạt không? Ta... Vậy bà, hôm nay nói tới cái này thì con nói thẳng rõ ràng.
Đưa cái đất nhà cho con. Đưa đây. Vũ Sinh, con nói cái gì vậy? Con điên rồi. Con nói lại lần nữa. Đưa khế ước nhà, khế ước đất cho con. Con đừng có nằm mơ nữa. Ta sẽ không đưa cho con đâu. Tiệm cầm đồ con cầm đi rồi. Cổ phần tiệm thuốc con cũng lừa cầm đi rồi. Ta sẽ không để con mang tài sản cả nhà quý hoại nói đâu. Con không xứng làm con cháu nhà họ Long. Đừng nói con cháu nhà họ Long gì hết. Con đến cha ruột mình là ai cũng không biết mà. Hôm nay nếu không mang đồ cho con thì đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi đây. Vũ Sinh, Vũ Sinh, Vũ Sinh, con mở cửa ra đi. Vũ Sinh, Vũ Sinh, con muốn làm gì vậy? Mở cửa đi. Vũ Sinh, mở cửa ra. Vũ Sinh, nhanh mở cửa, thả chúng ta ra. Ta nuôi con lớn như vậy, tốn biết bao nhiêu tâm sức, vậy mà con mang chúng ta nhốt lại. Nhanh thả chúng ta ra đi. Sức khỏe dị thuốc còn không tốt. Nếu như có bất trắc gì, ta lấy mạng con. Sao vậy? Họ không đồng ý đưa đồ. Khóa như vậy cũng không phải cách. Vậy là cậu ép chưa đủ. Huynh muốn ta làm sao? Quynh cũng là ở trong nhà này lớn lên. Quynh không có chút nhân tính sao? Quynh phải ép họ chết mới được sao? Vũ Sinh, con là đồ khốn. Ta sẽ không mang gia sản cho con đâu. Nhanh thả chúng ta ra đi. Thả ra đi. Vũ Sinh à. Nhị gia, Nhị gia, Ngọc Nông, đừng hét nữa. Tiết kiệm sức lực đi. Nhị gia, ông đừng vội. Đừng vội. Vũ Sinh, bệnh cũ dị thúc con lại phát tán rồi. Nhanh mở cửa ra đi. Này, làm gì vậy? Huynh không nghe thấy sao? Dị thúc lại phát bệnh rồi. Làm gì mà dễ phát bệnh như vậy? Họ lừa cậu thôi. Đã ra tay rồi thì phải có kết quả. Giống cậu vậy nhốt họ uổng công một chuyến. Cái gì cũng không đạt được. Bước tiếp theo phải làm sao? Nào Vũ Sinh, tôi nói với cậu, không có tiền, một ngụm thuốc cũng đừng nghĩ tới mà hút. Tôi không muốn như vậy. Tôi thật sự không muốn như vậy. Tôi không muốn như vậy. Cậu không muốn như vậy thì ai muốn như vậy? Con người cậu quá mềm lòng rồi. Thấy bọn họ đáng thương, có nghĩ qua cha mẹ ruột của mình chưa? Cha cậu chết không rõ ràng. Tới hôm nay chuyện này vẫn chưa minh bạch. Nhưng tôi có thể nói với cậu, chuyện này tuyệt đối có liên quan tới hai người họ. Tục ngữ nói rất đúng, thương người hận người. Cậu nghĩ thử xem, tay bọn họ đã chạm biết bao nhiêu mạng người. Vũ Sinh, năm xưa lúc hoàng phủ nhà tôi gặp nạn, nếu bọn họ thay chúng tôi nói vài câu, đem chút ngân lượng trả, cả nhà tôi đều có thể tránh được nạn kiếp. Kết quả sao?
行了。Được rồi. Tôi không nói những thứ này. Tôi cũng không nói những thứ này. Đều qua hết rồi. Nhưng tôi có thể nói với cậu, hai người này tuyệt đối không phải người đáng để thương. Bọn họ có ngày hôm nay đều là báo ứng. Nhị gia, người đừng gấp. Người ráng trụ đi. Vũ Sinh, mở cửa mau. Nhị gia, nào, nhanh nhị gia. Nào, ngồi xuống. Mở cửa ra đi. Nhưng bọn họ không chịu mang đồ giao ra. Như vậy cũng không phải. Cũng không phải cách. Bị bệnh thật đúng lúc. Như vậy chúng ta lập tức có được thứ chúng ta muốn. Vũ Sinh, mau mở cửa đi. Nếu cậu còn không mở cửa, ta phải nói toàn bộ gia tộc, nói ra tất cả tộc trưởng. Còn nhốt ta và dị thúc trong phòng, không để chúng ta ra ngoài. Vũ Sinh, mở cửa đi. Bảy muốn cho tất cả trưởng bối toàn tộc. Vậy thì đã làm sao? Cho dù thả bọn họ ra, bọn họ cũng sẽ nói. Lòng Vũ Sinh, cậu vẫn chưa rõ sao? Bây giờ cậu quay đầu không kịp rồi. Chuyện này có bắt đầu sẽ không bao giờ có kết thúc đâu. Trừ khi những người nói ra đều biến mất. Quỳnh điên rồi. Quỳnh đang nói gì vậy? Vũ Sinh, nhanh nào. Nhanh mời đại phu đi. Đưa cái ước già cho con đi. Được. Đứa con nghịch tử này, ta đưa hết cho con. Coi như nuôi con công cốc. Nhanh, mời đại phu cho dĩ thúc con đi. Điền sản này là của lão gia. Ông ta nếu như không ký tên, cầm cũng không được gì. Cái đó vẫn chưa được sao? Tôi nói cậu thật hồ đồ hay là giả hồ đồ đây? Lão gia một ngày không chết, ông ta không ký tên, cầm cũng như không. Ngươi là tên bất hiếu. Ngươi không thấy người ông ấy chỉ còn nửa cái mạng, ngươi vẫn muốn ép ông ấy tới đường chết sao?
Nhà là chúng ta hai người liều sống liều chết mà giành lấy. Hôm nay để ngươi quỷ hoài một nửa rồi. Bây giờ còn muốn sao? Còn muốn cái mạng già của ông ấy nữa sao? Người đã đưa cho con khế ước, vậy sao không để ông ta ký tên? Ngươi còn muốn ta để ông ấy ký tên? Ngươi đầm mơ. Cút đi. Ta sớm nói qua với cậu rồi, muốn có được tài sản của Long gia không có cách nào ngoài cách cũ đó. Không được, không được, không được, không được. Nếu không, cậu cái gì cũng không có được. Bọn họ sẽ không ký tên. Cho dù bây giờ cậu mang bọn họ nhốt lại, đói chết ở bên trong, chưa nói là cảnh tuần cũng sẽ tìm đến cậu. Dựa theo huynh nói, giết người diệt khẩu, cảnh sát sẽ bỏ qua cho ta sao? Vũ Sinh, nếu như thần không biết, quỷ không hay, ai biết chúng ta? Lại nói trong tay họ có biết bao nhiêu mạng người, cho là giết bọn họ cũng coi như là vì cha cậu báo thù. Vũ Sinh à, có một ngày bọn họ chết tại một nơi rừng sâu, ai biết bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn gì? Nó không chừng trên đường dân hương gặp phải hạ độc thủ. Tới lúc đó tất cả tài sản đều là của cậu. Điền sản và nông trang không cần bất cứ ai ký tên. Vũ Sinh à, những thứ đó vốn chỉ là của cậu. Giết bọn họ. Giết bọn họ đi. Giết bọn họ. Giết bọn họ đi. Vũ Sinh à, Vũ Sinh, dừng tay. Không phải nói giết bọn họ sao? Ai nói là giết bọn họ? Dọa bọn họ là được rồi. Ném bọn họ xuống. Vũ Sinh, đừng giết ta mà. Cầu xin con đừng giết ta. Vũ Sinh, đừng giết ta. Vũ Sinh, Vũ Sinh, Vũ Sinh. Đi thôi.